Voi giác vàng. Tương truyền rằng vào đời nhà Lê, nhà vua có nuôi một con voi rất khôn. Voi có ba cái đai bằng vàng ở lưng. Người chăn giữ nó là một vị quản tượng mậu. Quản tượng yêu thương nó rất mực. Tại sao voi quý của nhà vua lại mắc thứ bệnh kỳ lạ này chứ? Sau cả tuần nay, ngài chả thiết ăn uống gì. Ông quận, xin hãy gắng lên. Ngài là chú voi kiêu hùng nhất mà chúng tôi từng biết cơ mà. Biết phải bẩm báo với nhà vua thế nào đây? Nhất định trong đêm nay tôi phải đi ra ngoại thành một chuyến. Có chuyện gì? Tôi sực nhớ ra có một loại thảo dược lưu truyền trong dân gian có thể chữa được bách bệnh cho voi. Nhưng nó cực hiếm và chỉ mọc trên núi cao, hái lúc mặt trời chưa lên. Tôi nhất định phải đi tìm ngay bây giờ. Ra ngoại thành ban đêm nguy hiểm lắm. Tôi không sao, để cứu sống được ngài quận thì phải làm gì tôi cũng sẽ gắng làm. Rồi ngài sẽ khỏi thôi. Nhiều năm sau, lịch sử biến thiên, vương triều thay đổi, con voi xám của vua bỏ vào núi sâu ở. Quản tượng mậu lui về quê sống trong cảnh nghèo khó. Nhìn chuôi chinh vàng, ta lại nhớ đến ông quận. Thế là đã 20 năm mình không gặp lại, không biết bây giờ ông ra sao. Trời ơi, ông quận. Từ ngày tôi lui về quê, không nghe được tin tức gì của ông nữa. Không ngờ lại gặp được ông quận ở đây. Mấy chục năm rồi mà ông chưa quên tôi. Thôi chết, trời đã tối lắm rồi. Ông quận, ông thương tôi quá. Chân tay tôi già yếu, mà núi rừng tôi tâm nguy hiểm, nên ông muốn đưa tôi về nhà phải không? Đừng sợ bà nó. Ông quận này thuở trước theo hầu vua, tôi theo giữ ông. Hôm nay ông gặp tôi trong núi sâu, ông thương già yếu nên đưa tôi về nhà đó. Vậy ư? Thật không thể tin được. Mà tôi đã bảo ông chớ cô đi lấy thuốc, già yếu rồi lỡ có mệnh hệ gì thì sao. Khỏi lo cho tôi, chỉ tội cho bà ốm mãi không khỏi vì chẳng có tiền mua thuốc. Thôi, bà hẳn ở đây với ông quận. Tôi soi đèn chạy ra ngoài chặt vườn mía về cho ông quận ăn. Ông quận muốn tôi lấy miếng vàng này ư? Tôi không dám. Ông quận ơi, tôi không thể làm nữa đâu. Ông quận, ông tốt với chúng tôi quá. Nhưng trời đã gần về sáng, có lẽ ông nên trở về rừng sâu tránh nguy hiểm. Tạm biệt ông nhé ông quận, xin ông bảo trọng. Với miếng vàng đó, vợ chồng người quản tượng nghèo sống sung túc đến cuối đời. Còn chú voi vào rừng sâu ở. Từ đó về sau, không ai thấy voi xám đâu nữa. Sáng chế mới nhất. Như vậy chắc là đủ rồi. John ơi, John, tôi đây ạ. Ông chủ có việc gì sai bảo? Cậu đi đặt thêm số lượng này cho tôi. Tuần sau sẽ có lễ hội diễn ra. Ta đã đăng ký một gian hàng ở hội chợ. Đây là một cơ hội làm ăn rất tốt cho chúng ta.
Liệu chúng ta có đang liều quá không ạ? Tôi chỉ e... Phải liều thì mới thắng được. Anh cứ làm theo những gì tôi dặn đi. Dạ. Nhớ lau bàn và xếp ghế cho ngăn nắp vào nhé. Bà số thịt ta dặn đã mang về hết chưa? Dạ, tôi đã làm đúng theo lời dặn của ông chủ ạ. Ừ, tốt lắm. Mời, mời mọi người vào thưởng thức món bít tết cùng bánh mì thơm ngon nóng hổi của quán chúng tôi ạ. Mùi bít tết thơm ngon quá, chúng ta vào ăn nha. Nhưng nếu vào đây ăn thì sẽ rất mất thời gian. Mà lễ hội có nhiều trò chơi hay lắm. Chúng ta mua bánh mì thôi. Ông chủ bán cho tôi 3 chiếc bánh mì nhé. Dạ. Sao số lượng khách vào quán ít như vậy cơ chứ? Ông chủ, tôi nghĩ quán chúng ta quá xa lễ hội. Mà mọi người đều muốn đi tham quan, nên có lẽ chúng ta phải thay đổi phương thức thôi. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Tôi có ý này. Hay là chúng ta sử dụng những chiếc đĩa giấy để đựng bít tết thay cho đĩa sứ. Như vậy mọi người có thể mang đi xa. Đó không phải là một ý kiến hay. Vì mỡ dính ở bít tết có thể thấm ra giấy, sẽ làm giấy bị ướt. Nhưng thôi, cứ làm theo ý cậu đi. Vì tạm thời cũng chưa nghĩ được cách nào tốt hơn. Hôm nay lượng khách vào vẫn ít vậy à? Dạ, vẫn thế thôi ạ. Đã mấy ngày trôi qua rồi, không nhẽ ta bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế này sao? Chắc ta sẽ phải bán rẻ lại số thịt bò đã mua để gỡ lại vốn thôi. Ghét quá, cứ có người cắt vụn bánh mì ra vương vãi khắp ra cả nền nhà. Bẩn ơi là bẩn. Anh nói sao? Cắt vụn bánh mì ra ư? Dạ, một số người vẫn có thói quen như thế ạ. Họ bảo ăn như thế ngon, bánh lại không bị khô. Vậy hả? Tôi cũng muốn thử. Anh hãy cho tôi 1 chiếc bánh mì cùng đĩa bít tết ra đây nhé. Dạ. Dạ, cũng ngon đấy. À, có cách rồi. Miếng thịt này dày quá, phải thử lại mới được. Dạ, cũng ngon đấy. John ơi, lại đây thử món bánh mì mới của ta nào. Nhìn nó hấp dẫn quá. Ông chủ, tôi thấy chiếc bánh này thiếu thiếu vị gì đó. Nếu ăn nguyên thịt như thế này sẽ bị ngấy ạ. Đúng rồi. Thật tuyệt. Chiếc bánh kẹp thịt này hòa quyện giữa vị béo ngậy thơm ngon của thịt cùng với sự tươi mát của rau lại không bị khô. Quả là một món ăn tuyệt vời. Chúng ta vẫn sẽ bán được cả thịt bò lẫn bánh, mà khách lại có thể mang đi khắp nơi. Trông rất ngon đấy ông chủ. Cảm ơn anh. Chúc anh ngon miệng. Cho tôi 3 ổ bánh mì kẹp thịt đi. Có ngay. Sáng tạo luôn được nảy sinh từ trong khó khăn đã giúp quán ăn của cha Linarin đắt khách nhất mùa lễ hội năm đó. Cha Linarin là người đã đặt dấu ấn quan trọng cho chiếc bánh hamburger. Và về sau, chiếc bánh này đã trở nên thông dụng trên khắp thế giới, trở thành một món ăn được rất nhiều người ưa chuộng, vừa nhanh, ngon lại tiện lợi. Đúng nghề. Anh đã theo học ta rất lâu rồi, vậy mà vẫn không tiến bộ lên chút nào cả. Ta nghĩ anh không thích hợp với việc này đâu. Này cậu kia, cứ lề mề như thế thì bao giờ mới xong hả? Dạ, tôi hơi mỏi lưng nên nghỉ một chút ạ. Nghỉ? Lúc nào cũng nghỉ, tôi cho anh nghỉ luôn. Dạ. Mình đây rồi, mình đi đâu cả buổi mà tôi tìm mãi không thấy. Tôi lại bị cho nghỉ việc rồi. Người ta cho tôi nghỉ vì chê tôi yếu ớt và chậm chạp. Thôi mình ạ, công việc này không được, mình lại tìm việc khác. Ở đời mỗi người có một công việc, rồi mình sẽ sớm tìm được công việc thích hợp. Mình sẽ làm tốt thôi.
mình định bỏ cuộc à? Không định đi tìm thử công việc khác sao? Mình lúc nào cũng nói tôi sẽ tìm được công việc thích hợp. Nhưng rốt cuộc tôi có làm được việc gì nên hồn đâu. Mình có thấy vườn rau kia không? Vườn rau xanh mướt, mình đúng là khéo chăm. Mình có nhớ, lúc vừa mới tới đây dựng nhà trên mảnh đất khô cằn này, chúng ta đã thử trồng trên đó rất nhiều loại cây. Chắc đất này trồng ngô không hợp, thử trồng khoai xem. Lại phải trồng cây khác thôi mình à. Giờ chúng ta đã tìm được loại cây có thể sống tốt trên mảnh đất này. Một mảnh đất, nếu là đất cát thì nên trồng lạc, trồng khoai. Nếu là đất sét thì lại trồng rau, trồng đậu. Mà nếu là đất thịt thì trồng ngô, trồng ớt. Trên thế gian này không ai là kém cỏi cả. Chỉ có điều là không đặt đúng vị trí mà thôi. Chào anh chị. Chào bác trưởng thôn ạ. Sắp tới, đã có tổ chức buổi giao lưu văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người. Thôn mình có anh thổi sáo hay. Kỳ này ra mời anh ra tham gia chung vui nhé. Dạ, tôi ạ. Không là anh thì còn ai nữa chứ. Thế nhé, tôi về đây. Cảm ơn bác đã thông báo. Anh ấy sẽ tham gia ạ. Chào anh, tôi là nghệ sĩ Dương Tân, anh thổi sáo rất hay. Anh thích bài biểu diễn của tôi sao? Đúng vậy, một tài năng như anh thật không thể bỏ qua. Tôi sẽ giúp đỡ, đỡ đầu cho anh tiếp cận với âm nhạc. Màn biểu diễn này tôi xin được gửi tặng cho nghệ sĩ Dương Tân, người đã dẫn dắt tôi tới với âm nhạc, và gửi tặng tới người vợ của tôi, đã luôn tin tưởng tôi khi tôi gặp thất bại khó khăn. Trên thế gian này không ai là kém cỏi cả, chỉ có điều là không đặt đúng vị trí mà thôi. Câu nói đó của vợ tôi đã giúp tôi có động lực tìm được đúng vị trí của mình. Cảm ơn mình. Sự thức tỉnh của nhà vua. Hoàng thượng vạn tuế. Các khanh bình thân. Buổi chầu hôm nay các khanh ai có việc gì cần bẩm báo không? Dạ bẩm hoàng thượng, trận mưa lớn vừa qua làm cho cả ba vùng Đông Bắc bị lũ lụt. Thần mạo muội xin hoàng thượng sớm phát dẫn cứu đói dân nghèo, ra chiếu miễn thuế để mọi người phấn khởi, sớm trồng lúa trở lại sau khi nước rút. Muôn tâu hoàng thượng, hiện nay ngân khố của triều đình đã cạn, triều đình đang gặp khó khăn, không thể miễn thuế cho dân được. Hơn nữa, sắp đến lễ mừng thọ của Thái hậu, triều đình sẽ cần rất nhiều ngân lượng. Thưa quan thượng thư Lý Sào, đại nhân nói vậy tôi e vô tâm quá. Nếu triều đình không có biện pháp thì sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Ta là quan thượng thư, không phải chỉ quan tâm đến nỗi dân tình tổng trấn của nhà ông. Chuyện lũ lụt thì năm nào chẳng có. Dạ, bẩm hoàng thượng, thần thiết nghĩ lễ mừng thọ của Thái hậu năm nào cũng có thể tổ chức nhỏ một chút để trích ra ít ngân lượng cứu đói dân nghèo, cũng là một cách để Thái hậu làm việc thiện, sống lâu trăm tuổi. Láo, ngươi lại dám coi thường lễ mừng thọ của mẫu hậu ta không bằng lũ dân đen sao? Quan thượng thư Lý Sào nói có lý, ta giao chuyện này cho khanh toàn quyền xử lý, ta bãi chức tổng trấn Hưng Hà xuống làm thường dân. Muôn tâu hoàng thượng, mong hoàng thượng suy xét lại. Tổng trấn Hưng Hà xưa nay nổi tiếng là phụ mẫu của dân, xét về công lao còn chưa được xem xét ban thưởng. Nay vì câu lỡ lời mà bị giáng chức, e bá quan văn võ sẽ không phục. Tể tướng, ta không hiểu tại sao khanh lại có thể nói những lời can ngăn coi thường ta như vậy được. Nể tình khanh xưa là lão sư của ta nên bấy lâu ta vẫn ưu ái, nhưng này thì không được. Bẩm, mong hoàng thượng suy xét lại. Tổng trấn Hưng Hà bay đâu?
lôi quan tể tướng ra ngoài đánh 10 roi cho ta. Không còn việc gì nữa, bái triều. Dạ, bẩm hoàng thượng, đây là bức tượng ngựa bằng ngọc lục bảo quý hiếm, có 102. Thần phải cất công cho người đi khắp các nơi tìm kiếm, coi như chút tấm lòng nhỏ bé của thần gửi tới Thái hậu. Tâu hoàng thượng, hoàng tể tướng có việc xin gặp. Lão già lắm chuyện, lại chuyện tổng trấn Hưng Hà đây mà. Dạ, thưa tể tướng, hoàng thượng dặn rằng không tiếp bất cứ đại thần nào. Vậy ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào hoàng thượng cho diện kiến. Sao ngài lại phải khổ thế? Để tôi đưa ngài về, rồi hôm khác lại xin ý kiến hoàng thượng sao? Người bẩm lại với hoàng thượng, nếu ngài quyết không phát trận cứu đói dân nghèo và bãi chức với tổng trấn Hưng Hà, thì ta cũng xin từ quan. Một thời gian sau, hoàng thượng vạn tuế! Sao các người không tổ chức tang lễ trang trọng cho tể tướng mà vẫn còn để thế này? Dạ, bẩm hoàng thượng, trước khi nhắm mắt, cha thần có dặn rằng ông là người mang tội lớn, lúc chết phải để thi hài ngoài cửa, không được làm đủ lễ. Tể tướng cả nghĩ quá, ta đã miễn tội cho ông rồi, tại sao còn tự trừng phạt mình như vậy? Hoàng thượng, cái tội cha thần nói tới không phải tội với vua mà còn tội với nước. Ông nói rằng là tể tướng của một nước mà để nhân dân lầm than, thấy người hiền tài mà không bảo vệ được, thấy kẻ nịnh thần bạo ngược che mắt minh quân mà không can gián nổi vua. Tất cả là lỗi của ta. Quan tể tướng quả thật là bậc đại trung, ta thật có lỗi với khanh. Ta sẽ không để cho sự hy sinh của khanh trở nên vô ích. Các ngươi mau rước quan tể tướng vào khâm liệm và tổ chức quốc tang cho đàng hoàng đúng nghi lễ. Chuyện đáng nhớ ở quán kem. Mới đầu hè sao mà nóng thế không biết. Mấy cái đứa rách rưới này, chúng mày lui ra xem nào. Mua thì không mua, cứ đứng chắn hết cả chỗ à. Hai đứa kia, không mua kem thì đi chỗ khác. Ăn xin đâu phải ở chỗ này, đi ra chỗ khác đi. Không ai cho đâu mà đứng ở đây. Đi ngay. Tội nghiệp hai đứa, chắc chúng thèm kem lắm đây. Mà không biết chúng có tiền mua kem không mà cứ lãng vãng ở đây. Một lát sau. Chào các cháu, các cháu muốn mua kem à? Chúng cháu muốn mua kem ạ. Thế các cháu muốn mua kem loại nào? Thưa bác, ở đây có những loại kem gì hả bác? Nhiều lắm. Kem hoa quả nè, kem sô-cô-la, vani nè. Anh ơi, em muốn ăn kem hoa quả. Kem hoa quả là đặc sản của tiệm bác đó. Vậy sao bác? Có rất nhiều vị để cho cháu chọn đấy. Kem dâu, sầu riêng, kem chuối nữa nè. Cháu không có nhiều tiền, nên bác bán cho cháu loại rẻ rẻ thôi nha bác. Được rồi, bác sẽ lấy loại vừa ngon vừa rẻ cho các cháu. Kem dâu ngon tuyệt của hai cháu đi. Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bác. Lần sau quay lại đây ăn kem của bác nữa nha. Vâng ạ, cháu chào bác. Bác Thành. Mình đó à, vào đây cháu. Cháu có muốn ăn kem gì không, để bác lấy cho nha. Dạ thôi, cảm ơn bác.
cháu mới uống nước mát rồi. Hôm nay chủ nhật, cháu qua thăm bác thôi ạ. Lâu rồi bác không qua nhà cháu chơi. Ba mẹ cháu nhắc bác hoài à. Nói với ba mẹ cháu, vài hôm nữa bác ghé qua chơi nha. Bác ơi, vừa nãy có mấy đứa trẻ rách rưới vào đây mua kem. Bình thường người ta hay gắt gỏng với chúng lắm, có khi còn chửi mắng chúng là đồ móc túi. Còn cháu lại thấy bác thì hết sức niềm nở thân thiện với chúng. Chúng là những đứa trẻ mồ côi, hàng ngày phải đi xin từng đồng hay bán từng tấm vé số, cây kẹo để sống qua ngày. Với chúng, mua một cây kem là một quyết định khó khăn đó cháu ạ. Thật sao bác? Ừ, mà chúng mua cũng trả tiền như bao người khác, thì sao ta phải gắt gỏng khó chịu với chúng? Ai cũng vậy thôi, nếu ta đối xử với họ như những kẻ không ra gì, thì họ sẽ sống theo lối đó. Còn nếu ta coi trọng họ, thì họ cũng sẽ tin tưởng và yêu quý chúng ta. Trên đời này, ai cũng có quyền được người khác tôn trọng, dẫu đó là ai cháu ạ. Bác nói đúng, thảo nào mà tiệm kem của bác lúc nào cũng có khách xếp hàng dày đặc. Gặp bác cháu lại học được một bài học bổ ích. Thôi chào bác, cháu xin phép kẻo về muộn. Ăn que kem rồi hãy về cháu. Dạ thôi, cháu cảm ơn bác. Ừ, cháu về nha. Hôm nào bác rảnh, bác qua thăm ba mẹ cháu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.